Xin chào các bạn ha. Video này mình sẽ giới thiệu sản phẩm, đó chính là cái motor 3650 39 kV 3900 kV, 3650 3900 kV. Em sẽ mở ra cho các bạn xem. Hàng này mình nhập trực tiếp từ bên Trung Quốc về nha, chứ Việt Nam mình cũng ít có bán cái này. Đây, thấy nè, thì cái này chuyên để chế đồ, chế xe đồ chơi với tàu đồ, bạn xe tàu đồ, cái kiểu đây rất là đẹp. Đây thấy không, đây đây động động cơ, đây động cơ không chổi than ha, động cơ không chổi than 3650 3900 kV đây, 3650 4P và 3900 kV. Cái kV này không phải là von đâu nha, mà nó là kV này có nghĩa là số vòng trên von á, là 3.900 vòng phút, số vòng phút trên von các bạn, vòng phút trên von. Thì nói chung này không phải là số số von, các bạn đừng nhầm lẫn là cái này là số von nha. Thì cái con motor này công suất tối đa của nó sẽ được là 900W nha, công suất tối đa của nó là 900W, với lại là điện, cái điện áp nó bạn dùng thì thường là dùng điện 12V nha, motor này dùng điện 12V nha. Thì cái dòng tối đa nó sẽ là 69 ampere, khoảng 70 ampere các bạn. Cái dòng tối đa nó khoảng 70 ampere nha. Ở điện áp của nó thì sẽ khoảng 10, dùng 12V, và cái dòng điện ăn tối đa nó khoảng 70 ampere, công suất của nó khoảng là 900W ha, tối đa là 900W. Thì cái đường kính của motor này nè, đường kính của motor đây, cái đường kính của cái motor thì sẽ rơi vào khoảng 36 mm ha, 36 mm các bạn. Còn cái chiều dài của motor, cái chiều dài của motor là từ đây tới đây nè ha, từ đích là tới cái đầu nè, là khoảng 50 mm ha, khoảng 50 mm, như là khoảng 5 cm, 5 cm các bạn. Còn cái độ dài trục này nè, cái trục này thấy không, cái độ dài trục này là 15 mm ha, là 15 mm, độ dài trục là 15 mm. Cái đường kính trục sẽ là trục D khuyết ha. Đây mình thấy nè, cái trục này là trục D nó khuyết đây, trục trục D khuyết. Thì cái trục này là 3,2 ha, trục này trục 3,2, trục này trục 3,2 các bạn. Còn về cân nặng của nó thì khoảng 200 gram ha, cân nặng nó khoảng 200 gram ha, cân nặng khoảng 200 gram. Rồi đó là một vài các thông số của cái motor này các bạn. Đây là motor không chổi than thôi, mua về chủ yếu là ông ta chế cháo rồi cái kiểu xe tàu rồi. Đặc biệt là cái motor này không chống, không không có chống nước nha, nước còn vẫn vô bình thường nha, vẫn hư ha. Và đây là cái phụ kiện của nó nè, đây là cái áo nước thì cũng lấy từ bên Trung Quốc về luôn ha, đây trực tiếp Trung Quốc về luôn các bạn, chứ không không Việt Nam mình không có cái này, ít ít có người bán lắm. Đây nè nè ha, đây áo nó rất là đẹp. Ta sẽ gắn nó vô như này ha, gắn nó vô và nó sẽ được cái hình như thế này, mình cho coi cái hình đó. Thì gắn, khi gắn nó vô nó sẽ được như vậy. Và cái áo này thì chúng ta sẽ cho một đầu nước vào ở đây, một đầu nước ra ở đây, nói chung là cho nước tuần hoàn vô cái áo này thì nó sẽ cho mát động cơ chúng ta. Thường thì áo nước này thì dùng cho chế chế tàu ha, áo nước này dùng cho chế tàu thôi, còn nếu chúng ta chế xe thì chúng ta dùng cái áo gió thôi, cái quạt thôi, hoặc là cái tản nhiệt bình thường thôi cũng được. Thì video này chủ yếu mình giới thiệu về cái động cơ này. Bạn nào thấy muốn cần cứ liên hệ mình ha, mình có những động cơ này. Rồi đó, nó có đây rất là đẹp luôn ha, rất là đẹp. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Chào mọi người.